Thử thách phi lá bài ghim quả như leo. Từ khoảng cách 2m, người chơi sẽ ném 108 lá bài trong 90 giây và phải có 3 lá bài ghim được vào quả dưa leo. Phần thi xem như thất bại và dừng cuộc chơi. Nếu 90 giây hay hết 108 lá bài mà không đủ 3 lá ghim vào quả dưa leo hoặc người chơi đứng sai khoảng cách quy định. Tự tin lên anh, 10 triệu đồng cho anh. 3, 2, 1, bắt đầu. Lực rất mạnh nhưng có vẻ nó chưa trúng trái dưa leo. Canh đúng trái dưa leo anh. Lực anh Phúc hiện nay đang rất mạnh, lá bài bay rất xa. Cố lên anh. Rất tuyệt vời. Bình tĩnh. Wow. Chúng ta còn 40 giây. Cố lên anh. Rất nhiều lần lá bài đã chạm tới dưa leo nhưng nó chưa cắm vào được. Còn 10 giây nữa. Wow. Thử thách nhớ 120 số tiếp theo của dãy số bi. Người chơi phải nhớ 120 số tiếp theo của dãy số bi. Tính từ khi bắt đầu, cứ sau 2 giây, nếu người chơi không đọc được con số tiếp theo thì đồng hồ sẽ đếm ngược 10 giây. Sau 10 giây, nếu người chơi vẫn không đọc được con số tiếp theo thì xem như thất bại, phải dừng cuộc chơi. Ngoài ra, phần thi cũng thất bại nếu người chơi đọc sai một con số. Anh rõ chưa? Dạ rõ. Một lần nữa, chúng ta hãy ngắm nhìn lại dãy số bi. 3 2 1 Bắt đầu. 3.14159265358 979 373 84 62 643 38 32 79 502 884 1971 69 39 93 75 10 58 209 74 94 45 923 0781 6406 286 208 998 628 0348 2534 2117. Không 0679821 808 6513 282 306 647.